Hành Sống Khác xin kính chào quý vị khán giả. Trước tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với chúng tôi trong các clip thời gian vừa qua. Và hy vọng rằng là quý vị sẽ bấm theo dõi, đăng ký kênh và cũng như chia sẻ những clip ý nghĩa của chúng tôi để có thể lan tỏa nhiều hơn tới xã hội. Mời quý vị cùng theo dõi. 8 cách đối xử cực khôn với người ghét mình ai cũng nên biết. Thứ nhất, chấp nhận chuyện không yêu quý được tất cả mọi người. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ yêu quý tất cả những người mình gặp, nhưng việc bạn gặp phải những người bạn không ưa là điều không thể tránh khỏi. Người thông minh luôn biết điều này. Họ cũng hiểu những xung đột hay bất đồng là do sự khác biệt về các giá trị. Người bạn không thích bản chất không phải là người xấu. Lý do bạn không thể hòa hợp với họ là do các bạn có những giá trị khác biệt, và sự khác biệt đó tạo ra sự phán xét. Một khi bạn chấp nhận sự thật, không phải ai cũng yêu quý mình, và bạn cũng sẽ không yêu quý được tất cả mọi người do sự khác biệt về giá trị, thì những cảm xúc tiêu cực sẽ không còn nữa. Thứ hai, tự xem lại bản thân mình. Bạn có thể nói dối người khác, nhưng bạn không thể nói dối chính bản thân mình. Đừng chạy trốn khỏi các rắc rối của mình. Hãy đối diện với những thiếu sót của bản thân và tìm cách cải thiện chúng. Người khác thấy bạn như thế nào không quan trọng bằng việc bạn nhìn nhận bản thân mình như thế nào. Để hoàn thành được những mục tiêu lớn lao, trước hết bạn phải tự xác định chính mình. Chính mình là ai, tin vào cái gì và muốn đi tới đâu. Nếu bạn không kịp lập trình bản thân, cuộc đời và những người xung quanh sẽ lập trình bạn. Hãy giữ trong mình tư tưởng luôn luôn muốn thay đổi và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính bạn. Thứ ba, xem lại kỳ vọng của mình. Ai cũng có những đặc điểm tính cách đã được ăn sâu, yếu tố quyết định phần lớn phản ứng của họ. Kỳ vọng người khác hành xử giống mình sẽ khiến bạn thất vọng nhiều hơn. Việc có những kỳ vọng không thực tế về người khác không phải chuyện hiếm. Chúng ta có thể mong đợi người khác hành động giống như mình hoặc nói những điều chính chúng ta sẽ nói trong trường hợp đó. Tuy nhiên, điều đó là không thực tế. Nếu một người trong tình huống nào cũng luôn mang lại cho bạn cảm giác giống nhau, thì bạn hãy điều chỉnh kỳ vọng của mình về người đó. Cách này giúp bạn chuẩn bị tâm lý và hành vi của họ sẽ không khiến bạn ngạc nhiên. Người thông minh luôn làm điều này nên không phải lúc nào họ cũng bị ngạc nhiên về hành động của người họ không thích. Thứ tư, giấu cảm xúc vào trong và chỉ tập trung vào bản thân. Một trong những điều khó chịu nhất là những kẻ ghét bạn rất hay kiếm chuyện để thử thách lòng kiên nhẫn của bạn, luôn đưa ra những lời nói tiêu cực về bạn. Họ hầu như không đồng ý với bất cứ điều gì mà bạn nói hay làm. Quan trọng là bạn học cách xử lý với sự thất vọng của mình khi tiếp xúc với người bạn không ưa. Bạn sẽ có cảm giác phát điên khi họ kích bác, chê bai, phản đối mình. Bạn phải học cách để suy nghĩ bình tĩnh hơn. Bạn càng tức giận, họ càng vui mừng vì đã đạt được mục đích họ muốn. Nếu trong tâm trí bạn luôn có ác cảm với ai đó, không những làm tiêu hao năng lượng và thời gian mà còn khiến tâm trạng bạn bị kéo theo, bị những suy nghĩ tiêu cực lấn át. Thay vì nghĩ về việc người đó khó chịu đến mức nào, hãy tập trung vào việc tại sao bạn lại phản ứng như vậy. Đôi khi cái chúng ta không thích ở người khác lại là cái chúng ta không thích ở bản thân. Hãy xác định những nguyên nhân có thể làm cảm xúc của bạn thêm phức tạp. Sau đó, bạn có thể dự đoán, kìm nén, thậm chí thay đổi phản ứng của mình. Với những cuộc chiến vô nghĩa mà những người ghét bạn cố tình tạo ra, bạn không nên mất thời gian để bị dính líu. Nên nhớ rằng, thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của bản thân bao giờ cũng dễ hơn là yêu cầu người khác thay đổi. Thứ năm, đối xử văn minh. Bất kể cảm xúc của bạn như thế nào, khi bạn ứng xử hòa nhã với họ, họ cũng sẽ đáp lại như thế với bạn. Nếu bạn thô lỗ với họ, họ cũng sẽ không ngại ngần vứt bỏ mọi sự lịch thiệp và thô lỗ lại với bạn. Nếu ai đó khiến bạn khó chịu, hãy bình tĩnh cho họ biết rằng cách nói chuyện hay hành xử của họ là vấn đề với bạn.
Hãy tránh trách móc bản thân, thay vào đó hãy nói rằng khi bạn thì tôi thấy. Tập luyện khuôn mặt ngoại giao rất quan trọng. Bạn cần phải thể hiện chuyên nghiệp và tích cực. Thứ sáu, không chấp nhận những cuộc chiến vô nghĩa. Họ không ưa bạn, muốn thách thức, gây chiến với bạn. Họ xem thái độ và năng lực của bạn đến đâu thông qua những cuộc chiến mà họ làm chủ và đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Trong cuộc sống, điều quan trọng không phải ai là người giỏi nhất, mà là bạn sống có ý nghĩa và cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang làm. Với những cuộc chiến vô nghĩa, bạn không nên mất thời gian để bị dính líu. Những người không ưa bạn không chỉ tìm cách soi mói, nói xấu mà còn dùng những hành động để làm hại bạn. Tất nhiên, bạn không thể để họ muốn làm gì thì làm được. Thế nhưng phải hành xử một cách thông minh nhất, để họ không dám làm hại bạn nữa, cũng như không khiến bản thân bị ảnh hưởng. Với những cuộc chiến vô nghĩa như vậy, bạn không cần tốn thời gian để dính líu vào nó. Lâu dần, họ chẳng còn cớ gì để bắt bẻ bạn nữa. Thứ bảy, tạo khoảng cách. Người thông minh sẽ tạo khoảng cách giữa mình và người họ không thích. Nếu ở công sở, hay đi sang phòng khác hoặc ngồi ở cuối bàn họp. Khi có khoảng cách và sự đồng cảm, bạn có thể sẽ tương tác tự nhiên với cả những người bạn thích và không thích. Tất nhiên, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu như những kẻ chúng ta không ưa khuất khỏi tầm mắt mình. Nhưng tiếc là cuộc sống không đơn giản như vậy. Thứ 8, hãy thử kết bạn. Bạn sẽ có cách ứng xử thế nào với những người bạn của mình? E dè, rụt rè hay chân thành và thoải mái? Muốn phá bỏ ấn tượng không tốt của mọi người dành cho mình, cách tốt nhất là mở lòng mình và đón nhận họ như những người bạn thực thụ. Bất kể là đối tượng nào, hãy cho họ cảm giác bạn đang thật lòng tìm kiếm sự giúp sức từ phía họ. Tốt nhất không nên tỏ ra hời hợt khi đưa ra lời yêu cầu, vì bạn nên nhớ rằng ngay tại thời điểm ấy, họ vẫn chưa sẵn sàng để thay đổi mối quan hệ của cả hai. Ngoài trừ các mối quan hệ vốn đã có quá nhiều mâu thuẫn, bạn nên mở rộng lòng mình với tất cả mọi người. Sự ganh ghét đố kỵ chưa bao giờ là điều có lợi cho bất kỳ một ai, và chúng ta không thể nào lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chẳng may mối bất đồng này ngày một bị đẩy lên cao trào. Nếu có cơ hội, hãy mạnh dạn tiếp cận họ. Hành động này sẽ giúp cho cả hai có thời gian để hiểu rõ nhau hơn, từ đó xóa bỏ những định kiến sai lầm về đối phương. Cho dù bạn thân thiện và cư xử đúng mực thế nào, bạn sẽ luôn phải đối mặt với những người không ưa mình và tìm cách dìm bạn đến hết mức có thể. Giữ bình tĩnh, đừng chấp cứ những tranh cãi vặt vãnh. Bạn sẽ chứng tỏ được mình hơn họ về bản lĩnh sống và kinh nghiệm ứng xử. Nói vậy cũng không phải khuyên bạn rằng hãy làm nhiều việc hơn nữa để lấy được lòng của nhiều người hơn. Bởi thất bại lớn nhất của đời người chính là phải sống mà cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Sống trên đời, nếu dành hết tâm trí mình để quan sát thái độ người khác, từ đó nương theo mà hành xử chiều lòng họ, thử hỏi cuộc đời bạn có còn ý nghĩa gì? Khi ấy phải chăng là bạn đang sống hộ người khác? Phải chăng là muốn trao vận mệnh của mình cho kẻ khác? Người xưa nói, vạn sự bất cầu nhân, ý nói những chuyện trên đời này đừng nên mong cầu vào người khác. Khi cố lấy lòng người khác, chẳng phải là bạn cũng đang muốn được họ chiếu cố đến mình hay sao? Thực tế đã chỉ ra rằng điều này là hoàn toàn viển vông. Kỳ thực, mỗi một cá nhân sinh ra đều có vận mệnh khác nhau, đều là những cá tính tự ngã khác nhau, có lòng tự tôn và nguyên tắc sống riêng biệt. Nếu chỉ biết chạy theo, làm đẹp lòng người khác, chẳng phải bạn đã đánh mất đi giá trị, phẩm chất của mình rồi sao? Cuộc đời và vận mệnh phải do chính mình nắm giữ và an bài. Sống tự tin, khẳng khái, hướng thiện, bao dung, rồi bạn sẽ có được tất cả những gì đáng có. Rồi bạn sẽ chẳng phải nhờ vả, cậy cục, núp bóng ai. Đạo lý chỉ đơn giản như vậy. Cuộc sống muôn vẻ muôn màu là vậy. Có những người ưu ái bạn thì cũng có kẻ gièm pha bạn. Có người tôn trọng bạn lại cũng có kẻ coi bạn bằng nửa con mắt mà thôi.
Bởi thế, dẫu cố gắng đến đâu, nhọc lòng đến thế nào, bạn cũng chẳng thể làm vừa lòng tất cả, chẳng thể đảm bảo rằng mình sẽ không còn bị ai thù ghét. Nếu có ai đó thù ghét, cay độc, mỉa mai, chế giễu mình, bạn hãy luôn nhớ rằng trong miệng người khác, bạn không phải là con người bằng xương bằng thịt. Đã là như vậy, tại sao bạn còn phải thấy thống khổ, còn phải thấy mất mặt vì những lời đàm tiếu xung quanh? Chỉ cần giữ được phong thái cao, mọi sự tình bên ngoài đều không thể làm bạn khó xử. Cổ nhân nói, ấy là cái, dĩ bất biến, ứng vạn biến, nghĩa là lấy cái bất biến của tâm mình mà ứng xử với sự biến hóa của cuộc đời. Làm người không cầu rằng ai cũng thích mình, chỉ cần bạn luôn chất phác, bao dung, lương thiện. Làm việc không cần phải giải thích để tất cả cùng hiểu, chỉ cần bạn tận tâm nỗ lực là đủ rồi.